Các bạn sinh viên, chúng ta qua bài tiếp theo là thuốc an thần gây ngủ. Như vậy là mình nghe cái tên là thuốc an thần gây ngủ thì những cái nhóm thuốc này được sử dụng để điều trị mất ngủ hay là những cái rối loạn lo âu, thì người ta định nghĩa thuốc an thần giải lo âu là các thuốc giảm kích thích thần kinh trung ương, giảm quá trình hưng phấn ở vỏ não, một số chất trung gian dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ. Ở đây là những chất trung gian dẫn truyền thần kinh mà kích thích liên quan đến sự thức. Ở đây chúng ta có một số amin dẫn truyền thần kinh, ví dụ như là dopamine, noradrenaline hay serotonin. Ngoài ra chúng ta có acetylcholine. Liên quan đến giấc ngủ thì chúng ta có GABA. GABA là viết tắt của acid gamma aminobutyric và melatonin. Giấc ngủ là do sự tương tác của GABA và melatonin. Ở đây chúng ta có công thức hóa học của GABA. GABA có thụ thể của nó là thụ thể GABA. Phân loại thuốc an thần, người ta phân loại thuốc an thần ra thành ba nhóm chính. Đó là thuốc an thần mạnh, liệt thần, chủ yếu là những thuốc mà điều trị bệnh tâm thần. Và nhóm thuốc thứ hai là thuốc an thần giải lo âu. Nhóm thuốc thứ ba là thuốc ngủ. Trong bài hôm nay thì mình sẽ nói tập trung nói về thuốc an thần giải lo âu và thuốc ngủ. Một số lưu ý khi sử dụng các thuốc an thần gây ngủ. Khi chúng ta sử dụng các thuốc an thần gây ngủ thì chúng ta cần phải sử dụng theo sự kê đơn của bác sĩ chuyên khoa. Khi sử dụng thì cần sử dụng với liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Không nên sử dụng thuốc quá 1 đến 2 tuần. Một số thuốc có khả năng gây dung nạp lại thuộc thuốc, ví dụ như các dạng xuất barbiturat. Khi sử dụng các thuốc an thần gây ngủ, hạn chế không sử dụng các thuốc hay là chất kích thích, ví dụ như là rượu, ma túy. Khi ngưng thuốc, cần giảm liều từ từ. Đối với những bệnh nhân có nghề nghiệp là lái xe hay là vận hành máy móc thì cần cảnh báo những cái nguy cơ gây ngủ cho những bệnh nhân này. Chúng ta sẽ vào nhóm thuốc đầu tiên là thuốc an thần giải lo âu. Nhóm thuốc an thần giải lo âu, chúng ta có một số thuốc điều trị. Trong đó nhóm thuốc chính được sử dụng là dẫn xuất benzodiazepine. Ngoài ra chúng ta còn có một số dẫn chất khác, ví dụ như các thuốc kháng histamine thế hệ H1 thế hệ 1. Chúng ta vào cái dẫn chất mà được sử dụng nhiều nhất trong nhóm thuốc an thần giải lo âu là benzodiazepine. Dẫn chất này chúng ta có một số thuốc đó là diazepam, lorazepam, flurazepam, fluoxazepam, triazolam. Dẫn chất này, những cái bài trước á, thì chúng ta đã biết là ở ngoài dùng an thần giải lo âu thì một số thuốc còn có sự sử dụng ở trong thuốc gây mê dùng đường tiêm hay là thuốc chống động kinh. Đặc điểm của nhóm dẫn chất benzodiazepine đó là nhóm thuốc này tương đối an toàn, ít tác dụng phụ, ít dung nạp thuốc, ít gây lệ thuộc thuốc, cho nên được các bác sĩ chuyên khoa kê thuốc kê đơn phổ biến. Cơ chế tác động của các thuốc dẫn chất benzodiazepine đó là tăng cường tác động của GABA. GABA đây là một chất dẫn truyền thần kinh ức chế. Cơ chế cụ thể là benzodiazepine sẽ kết hợp với thụ thể GABA, kênh clo làm kênh này mở, tăng phân cực màng tế bào, gây giảm áp trên hệ thần kinh trung ương. Ở đây chúng ta có công thức hóa học chung của benzodiazepine. Thì nhìn công thức hóa học này, chúng ta thấy nó có nitơ trong phân tử, cho nên những cái dẫn chất này nó có tính kiềm yếu. Về tính bền thì dưới xúc tác của axit nhiệt độ thì xảy ra phản ứng phân hủy vòng diazepine. Liên quan cấu trúc tác dụng, đọc tham khảo.
chúng ta vào vài thuốc cụ thể, ví dụ như diazepam được sử dụng trong các trường hợp lo âu, hồi hộp, co giật. Ngoài ra chúng ta qua nhóm thuốc tiếp theo là chất đối vận benzodiazepine. Ở những bệnh nhân mà ngộ độc benzodiazepine do sử dụng quá liều hay là sử dụng với mục đích tự tử thì chúng ta có một thuốc được sử dụng để giải độc benzodiazepine, đó là flumazenil. Flumazenil đây là một thuốc có tính ái lực với thụ thể GABA hơn so với benzodiazepine. Khi những bệnh nhân mà ngộ độc benzodiazepine thì benzodiazepine gắn vào thụ thể GABA nhiều, chúng ta tiêm flumazenil vào, flumazenil sẽ cạnh tranh đối kháng với benzodiazepine gắn vào thụ thể. Mình qua nhóm thuốc tiếp theo là nhóm thuốc điều trị mất ngủ. Giấc ngủ rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Khi chúng ta mất ngủ trong một khoảng thời gian kéo dài thì đưa đến những cái hệ lụy rất là nguy hiểm. Ví dụ như là tâm trạng của chúng ta sẽ bực bội, tăng các nguy cơ bị các bệnh mãn tính, ví dụ như là tiểu đường, tim mạch, nhức đầu, bị một số bệnh khác, ví dụ như là nhức đầu. Người ta định nghĩa thuốc ngủ là những thuốc ức chế thần kinh trung ương tạo trạng thái buồn ngủ, giúp chống mất ngủ, giảm căng thẳng. Phân loại thuốc ngủ, một số thuốc được sử dụng làm thuốc ngủ thì giống như là thuốc an thần giải lo âu thì cái nhóm thuốc chính vẫn là benzodiazepine. Ngoài ra chúng ta còn có một số dẫn chất khác, ví dụ như là dẫn chất imidazopyridine và ciclopirolol với đại diện là zolpidem, zopiclone. Các axit barbituric, ví dụ như barbitan, alobarbitan hay là các thuốc kháng histamine thế H1, thế hệ 1, ví dụ như là promethazine, diphenhydramine. Barbiturat thì đây là một trong những cái nhóm thuốc mà được tìm ra rất là sớm để điều trị mất ngủ. Barbiturat, cơ chế tác động của nó là tác động trên trục não và tủy sống, gia tăng tác động ức chế tại thụ thể của GABA. Ở đây chúng ta có thể thấy công thức hóa học của barbiturat, một axit hữu cơ có hai hydro linh động. Về tính chất hóa học, barbiturat có tính axit yếu, có thể tham gia phản ứng với ion kim loại, bị thủy phân dưới xúc tác là axit hoặc kiềm ở nhiệt độ cao. Hiện nay hầu như các thuốc thuộc nhóm barbiturat rất hạn chế sử dụng để điều trị mất ngủ, do những nhóm thuốc này nó có cái nhược điểm là gây dung nạp thuốc, gây nghiện, ức chế thần kinh, cảm ứng men gan. Khi sử dụng liều từ 5 đến 10 lần thuốc ngủ thì có thể dẫn đến các triệu chứng như hôn mê, hạ huyết áp, suy hô hấp, ngạt thở, dẫn đến tử vong.